Hello mọi người, lại là mình Novi đây. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái vlog về một ngày nghỉ dịch của mình sẽ làm những gì. Phần 3 nha. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đi tắt máy lạnh và đi xuống nhà skincare rửa mặt ăn rửa kiểu. Thì có ai như mình không chứ mình nghỉ dịch ở nhà mình ngủ nhiều luôn á. Rồi đầu tiên là bắt đầu một ngày mới, mình sẽ uống một cốc nước trước khi đánh răng nha. Sau đấy thì mình sẽ đi rửa mặt và đi đánh răng, skin care các kiểu. Mọi người thông cảm là mới ngủ dậy á, nên là cái mặt của mình nó rất là kiểu đực đực á. Xong rồi như mặt của mình nó cứ quạo quạo sao á. Nên là mình đã quay bằng filter Instagram nên mọi người thông cảm nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi rửa mặt và đánh răng đây. Và buổi trưa ngày hôm nay mình sẽ ăn mì cay lẩu thả hải sản cay nha. Ok, mình sẽ ăn kèm với xúc xích và một chút hành lá cho thơm. Giờ thì chúng ta cùng đi nấu nha. Và sau khi ăn xong thì anh shipper gọi cho mình để nhận một đơn hàng. Đơn hàng hôm nay của mình đó chính là bắp rang bơ đó mọi người. Tại vì mình rất là thích ăn bắp rang bơ, nên là hôm nay mình lên Shopee và mình đã đặt về một cái bịch bắp rang bơ để mình làm mọi người đỡ phải ra ngoài mua. Xong rồi mình sẽ được cày phim nữa. Mà ăn bắp rang bơ thì rất là ngon nha. Cái bịch bắp này mình mua giá rất là rẻ đúng mọi người. Mình mua hai bịch này hình như chỉ có giá là 20k thôi ấy. Trời rất là hợi luôn á. Và ở làm ở nhà thì còn rất là ngon và thơm nữa. Ok thì bây giờ mình sẽ đi làm nha. Mọi người sorry mọi người là cái khúc làm mình quên quay rồi. Ok, và sau khi làm xong thì mình sẽ đi cày phim đây. Hôm nay mình sẽ cày Penta vào một cái phim nữa mình đang coi là hai phim á. Sau khi coi hết phim hè xong thì mình khá là chán nên mình đã quyết định đi chơi slime và giải trí bằng slime. Thì mọi người cũng biết ở trên TikTok đó, bây giờ là slime đã comeback trở lại, nên là mình cũng theo phong trào mình đưa slime comeback trở lại. Thật sự là đã rất là lâu rồi mình không có chơi slime nên bây giờ chơi lại thì nó rất là vui luôn á. Kiểu rất là stress luôn đó mọi người, rất là sẽ stress, rất là ok luôn á. Các bạn nào muốn mình làm lại slime, các bạn comment tin nhắn cho mình biết nha. Và buổi tối ngày hôm nay của mình sẽ là ăn cơm với bánh tráng chiên nha mọi người. Cái món này nó rất là ngon luôn á. Bữa giờ thì mình thấy nó ở trên YouTube á, nên là mình cũng làm thử luôn. Trời ơi, nó ngon lắm luôn á. Ăn vô thì nó rất là thơm mùi bơ nè, mùi trứng và cả mùi xúc xích nữa. Rất là ngon luôn á. Recommend mọi người nên làm thử món này ở nhà nha. Yummy và ăn với tương ớt nữa thì sẽ rất là ngon. Ok, và sau khi ăn xong thì mình cũng có nhận được một cái đơn hàng từ anh shipper nữa nè. Đây là đơn hàng thứ hai trong ngày của mình rồi. Thì cái này không phải là đơn hàng của mình, mọi người nhìn lại thì đây là đơn hàng của anh mình. Thank you.
Ok, sau khi tự nhiên khá là thèm pizza nên tôi quyết định là ship một cái pizza của Pizza Hut về anh nè. Sau đấy thì mẹ tôi đi chợ về mua vài đó mọi người, thì tất nhiên là phải ăn rồi đúng không? Trời ơi, vải ngon lắm á nha. Ok, bây giờ thì đã là tối và đêm rồi, bây giờ mình sẽ đi skincare. Sau khi đánh răng rửa mặt và skincare xong thì bây giờ mình sẽ đi dưỡng môi và bôi thuốc mụn Dicoma nha. Ok, giờ thì mình sẽ bôi cái dưỡng môi Pantenolid này, thì mình cũng có Unspot rồi ấy. Và mình xài cái bé này cũng phải tầm nửa năm nay rồi và mình thấy cũng rất là ok la luôn. Nên là mình sẽ vẫn tiếp tục dùng bé nó. Trời ơi, lúc mà mình xịt ra thì nó quá trời luôn mọi người. Nên là tôi phải bập môi á. Có bạn nào đang xài cái Dicoma này giống tôi không? Và tôi xài nó 2 năm nay rồi và thấy rất là hiệu quả luôn ấy. Ok, bây giờ thì vô phòng mở máy lạnh và đi ngủ thôi. Hết clip rồi, bye bye mọi người nha.